Vâng. Xin kính chào quý anh chị, quý khách hàng ha. Bên Tâm sẽ giới thiệu cho nhà mình một con Innova cuối 2017. Vừa mới về tại Salon ô tô Duy Tâm, là một con siêu phẩm nha. Siêu phẩm ở đây là Tâm muốn nói đến cô chú anh chị là sơn rin còn khoảng 95%. Năm vỏ heo xe, bánh xe cua chưa hạ. Và cái điều đặc biệt đáng nói là xe này chạy chỉ có mới có 4 vạn đúng. 4 vạn đúng. Sơn rin 95%. Xe nó mới thôi rồi luôn nha cô chú chị. Rất là mới. Và chưa hề đánh bóng đánh bát gì hết. Tâm có ý định là đi đánh bóng một cái nữa về cho nó như con rồng luôn ha. Động cơ là 2.0e. Innova thì nó có số sàn thì nó chỉ có một bảng thôi nha cô chú chị. Theo như Tâm biết là số sàn chỉ có một bảng là 2.0e thôi ha. Còn số tự động thì nó có 3-4 bảng lận. Đây là số sàn E 2.0 màu trắng và cái xe rất là mới. Nếu mà bình thường thì Tâm không có nhấn mạnh gì đâu. Xe này chạy đúng 4 vạn. Nếu như cô chú anh chị nào mà chưa cảm thấy tự tin thì cứ đi chết hãng. Không. Nếu mà sai thì bên Tâm chịu, cứ hoàn trả lại xe Tâm nhận lại ngay, không có vấn đề gì hết á. Và nước sơn rin còn trên 95%. Nếu như xe này mà xe chạy nhiều á thì thị trường bây giờ bán lanh quanh cũng phải 500 triệu, lanh quanh 500 triệu khoảng 501, 515, 502. Nhưng mà đây là một con xe nó chạy quá ít và nó quá mới đi. Sơn rin mà còn 90%+ thì cô chú anh chị nghĩ coi nó đẹp như thế nào ha. Và Tâm sẽ cho đi đánh bóng lại một cái nữa là nó mới thấy hình mình trọng luôn. Sơn rin hết, cửa nẻo, cốp, cabo gì là rin hết. Đó, mà cũng không có thấy vết trầy nào luôn. Thì vì cái mức độ xe nó quá mới nên Tâm nhấn mạnh cái điều là cô chú anh chị đi tìm chiếc thứ hai như thời điểm hiện nay rất là khó nha. Chiếc thứ hai thời điểm hiện nay rất là khó. Biển số 86 là Bình Thuận 06004. Xe chạy đúng 4 vạn, Innova cuối 2017, 8 chỗ ngồi, máy xăng. Đó. 4 cái vỏ, 5 cái vỏ là còn riêng theo xe và còn rất là dày. Mình nhìn vỏ này mình cũng thể đánh giá được nha. Đây vỏ nè, vỏ theo xe nha cô chú anh chị. Đó. 5 cái vỏ riêng theo xe. Với thời điểm hiện nay thì cô chú anh chị đi tìm chiếc thứ hai á mà được như vậy á là không có luôn á. Bởi vì Innova Tâm bán nhiều lắm rồi. Thường là xe cứ 100 đến 120 ngàn là bình thường, đến 150 ngàn là bình thường. Nhưng mà con xe mà chạy 4 vạn thì tìm không có ra. Thật sự là khó tìm lắm. Bởi vì họ mua về họ chạy nhiều. Dòng này thì đa phần á, đa phần là bên những cái vị khách họ mua là họ chạy dịch vụ để họ kiếm thêm thu nhập. Hoặc là họ cũng cho thuê này nọ nọ kia. Nên ơ đô 100 mấy chục ngàn là xe phổ biến. Nhưng mà con xe mà chạy 4 vạn á, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Đây là một con xe cực mới nha, sơn rin còn 90 mấy% trở lên. Và cái xe này cô chú anh chị vô nhìn thực tế là sẽ khoái liền. Bởi vì thứ nhất là sơn rin, thứ hai nữa chất xe rất là mới. Thứ ba nữa là tí nữa Tâm cho nhà mình coi cái máy nha, mới tinh nè. Và đây là bộ nội thất của em nó nha. Màu ghế da bò. Nhìn cái củ số nè. Củ số này y như là củ số mới luôn. Đó. Ha. Nó như một cái củ số mới luôn. Và nhìn hai cái góc qua lăng nè. Chìa khóa. Remote đầy đủ ha. Bộ da ghế rất là mới. Dây xích beo rồi mới tinh nè. Cho cô chú anh chị bà con mình coi nha. Một con xe mới thì không có thể nào giá rẻ được. Tâm mua cao rồi. Xe này nếu cô chú anh chị lấy thì Tâm để 530 triệu. Bớt lọc cho cô chú anh chị nha. Hoặc là nói thẳng vào vấn đề luôn ha. Tâm chốt là 525 nha. Nhưng mà thường đa phần bà con mình mua hay bớt này nọ nọ kia lắm. Nên nó khó lắm, nó khó lòng lắm. Nên á, Tâm nếu mà bán 530 bớt cho cô chú anh chị lọc lá. Còn nếu mà chốt luôn là 525 thì cô chú anh chị có thể cân nhắc và tham khảo thị trường nha. Với một con xe mà cái tầm tiền này và chất lượng này thì cô chú anh chị mà muốn đi tìm chiếc thứ hai cũng cực lắm á, chứ không phải mà dễ tìm đâu nha. Cực lắm á, chứ không phải dễ tìm đâu. Mới lắm mới. Túi khí an toàn nè. Cái này là cái
dơ nha. Đó. Nói đi ạ, à, nói đi ạ. À. Em nhận cọc rồi anh ơi. Em mới về con số tự động á. Mới về con số tự động, con số sàn em nhận cọc rồi. Tí xíu nữa em điện lại anh nha. Em đang quay cái déo lại vợ, 5 phút em điện lại. Rồi. Đây cô chú chị coi nha. Nội thất nè. Mới ken à. Đáng lời. Xe mới lắm cô chú chị ạ. Đừng có bỏ qua cơ hội này tiếc nha. Nếu mà đi đi kiếm Innova thì hãy ghé đây coi thử cái xe này đi. Ghé đây coi thử xe này đi rồi rồi hãy quyết định nha cô chú chị. Mình nhìn mấy cái tấm bi này mình cũng biết nha. Xe chạy đúng 4 vạn. Lòng dè bọng dè hầu như là chưa rửa luôn. Vỏ lốp dày cui. Cái mâm là không có vết trầy luôn. Quá là cọp ha, quá cọp. Đèn đuốc mà nó cỡ này nè. Mình cũng đủ hiểu ha. Có màn hình, có cam lùi. À, lót sàn 6D. Bọc rằn 5D. Ba dàn lạnh độc lập. Mới quá mới luôn, dây xích beo này không biết có sử dụng chưa, mới lắm, ốc tán này. Không, nhìn vậy đủ hiểu ha cô chú anh chị ha. Nội thất màu trắng. Nội thất màu sữa rất là đẹp. Màu trắng này lúc mua mới là mắc hơn những cái màu khác mấy triệu, 8 triệu hay gì á. Theo như tâm biết là vậy, riêng cái Fortuner là mắc hơn 8 triệu. Innova thì không biết ha. Xe này ít đi nha, để bụi không à. Bụi lao chùi ra mới lắm nha. Keo chỉ keo đồ thì thôi, vì Tâm chỉ quay sơ thôi ha. Có gì đâu mà coi. Xe thật sự rất là mới nha cô chú anh chị. Đây là cái gầm của em đó nè. Vỏ xe cua nè. Cái tem trục sau còn nguyên luôn ha. Bánh xe cua dơ lắm. Cái xe này là xe mộc mạc, chưa rửa ráy gì hết nha. Chưa có rửa, chưa chùi hết. Nếu xe này rửa ra đẹp lắm ha. Và Tâm chốt cho nhà mình là 525 triệu nha. Tại vì bà con hay bớt á, nên Tâm bán 530. Nhưng mà thôi, vòng vòng mất thời gian, 525 triệu là giá chốt, bao rút hồ sơ nha. Bán nhanh, gọn, kiếm lời vừa phải cho khách hàng của mình tiếp cận với ô tô Di Tâm dễ hơn và gần hơn. Và mong cô chú chị hãy đăng ký kênh ô tô Di Tâm nha. Bởi vì Tâm sẽ không bao giờ làm phiền cô chú chị đâu. Nếu như có sản phẩm mới Tâm up lên đây mà cô chú chị cảm thấy thích thì coi, còn không thích thì bỏ qua, chứ đâu có gì đâu mà phiền. Nhưng mà đăng ký kênh đó, nhiều khi cô chú chị sẽ thấy được một cái xe nào đó vừa ý mà bên Tâm vừa về, thì mình khoái thì mình chốt luôn. Chứ để khi mà coi sau hoặc coi trễ hoặc là không thấy kênh đó, 5-7 ngày sau mới coi thì người ta chốt mất thì cũng tiếc. Và cô chú chị hãy đăng kênh ô tô Di Tâm, đăng ký kênh ô tô Di Tâm Bình Dương, thì mỗi khi mà có sản phẩm mới về là cô chú anh chị sẽ thấy ha, và biết đâu phù hợp thì mình sẽ chốt được ha. Thì xe thì thiếu gì người bán, nhưng mà có cái quan trọng là cái duyên nữa nha. Xe này mới lắm nha bà con, rất là mới luôn. Mình nhìn tất cả những cái đồ đạc này, bắt đầu mình phân tích ra là mình sẽ biết được cái chất lượng xe nó như thế nào ha. Riêng cái xe này thì Odo chuẩn nha. Còn bây giờ mà hô Odo mà 40-50 ngàn là hiếm lắm ha. Mình phải nhìn vỏ nè, nhìn đồ nè, bắt đầu mình phân tích và mình đánh giá nha. Xe này thật sự nó mới ken à. Keo chỉ keo đồ nè. Quá mới. Mấy cái này nè, cái nhung nè, nó còn vàng ươm luôn. Mấy công tắc này là chưa có một cái dấu hiệu gì để gọi là sử dụng nhiều nha. Tầm cỡ luôn ha. Đèn cao thấp ha. Và cân bằng điện tử luôn ha. Vô lăng
Cái vô lăng độc quá độc luôn. Đây. Cũ số này như là cục số mới luôn á, nó cỡ đó luôn á. Tất cả những cái gì đó có màn hình, có cam lùi. Đồ đạc mới quá. Và bên Tâm chốt cho nhà mình với một cái mức giá là 525 triệu là giá chốt cuối cùng nha cô chú anh chị. Và Odo nè đang nhắc bảo dưỡng là 40 ngàn nha. Đang nhắc bảo dưỡng 40 ngàn. Thật sự là cái xe nó mới đến mức độ mà công nhận luôn. Và không có một cái điểm khuyết điểm yếu nào hết. Nó sơn từ đầu tới đuôi. Những cái góc cạnh này thường là nó sẽ há hóc qua luôn. Nhưng mà đây, cái chỉ này còn luôn nha cô chú anh chị. Đèn gầm nè. Mấy cái cọng này thường để ngoài nắng nó sẽ bạc, nhưng mà cái này không có miếng bạc nào luôn. Nắp capo nè. Keo chỉ nè, quay sơ lướt cô thôi nha. Bụi không à, chưa rửa. Chưa rửa, chưa làm gì hết á. Ốc tán nè. Có hai ngóc này không biết sao mà nó đang xì à. Đây, con này với con này. Còn lại là mới hết. Máy cỡ này nha. Mày để chút nữa Tâm rửa ra ha. Ốc mấy ốc đang thùi lùi, có hai ốc đó sao không biết. Bình ắc quy là bình khô. Cục thắng ABS nè. Đó, bên Tâm bán là 525 triệu là hỗ trợ rút hồ sơ cho nhà mình nha. Hồ sơ này rút rất là nhanh nha. Biển số 86 này hồ sơ rút một ngày một là có ha. À, khá là mới luôn. Và 100% là Tâm sẽ quay vô cái kết nước nè. Rồi cái xương đó, xương dưới ha. Không có cọ quẹt gì hết nha cô chú anh chị bà con. Yên tâm ha, hết sức là yên tâm. Kết nước kết đầu nè, đó. Ngày bon hết ha. Và tiền nào của đó, cô chú anh chị vừa nghe cái giá 525 triệu thì cũng nghe có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng mà với một con xe mà nó mới như vậy và được sở hữu màu trắng nữa thì mình cứ đi kiểm tra đi ha. Kiểm tra nhiều nơi đi. Rồi coi nhiều chỗ đi. Rồi hãy quyết định nha. Coi nhiều nơi, kiểm tra đi. Rồi hãy quyết định. Bởi vì nếu như cái xe Innova mà thời điểm hiện nay mà tìm được một cái xe chạy 4 vạn, nó hiếm lắm. Đếm trên đầu ngón tay rất là hiếm. Đó. Có chứ không phải là không, nhưng mà rất là hiếm. Thì đây là một con những trong những con xe hiếm đó. Và được có mặt tại ô tô Di Tâm. Thì cô chú anh chị nhín chút thời gian qua, thay vì mình đang đi tìm một con xe để về phục vụ gia đình 7 chỗ ngồi đúng không, thì mình cứ ghé ngay ô tô Di Tâm này để coi con Innova 2017 màu trắng này, chạy 4 vạn này, coi có đúng như lời Tâm tả không, và nó có đẹp và nó cảm thấy yêu thích hay không. Nếu như mà cái con xe này mình cảm thấy yêu thích thì hãy đến ngay ô tô Di Tâm và chốt ngay con xe này luôn. Không có gì mà phải suy nghĩ nữa hết, bởi vì con xe nó quá đẹp. Tìm một điểm khuyết, điểm yếu là không có luôn nha cô chú anh chị. Không có một điểm yếu và điểm khuyết nào hết. Nước sơn riêng 90 mấy%, máy mới tinh. Nói chung là mới từ trong ra ngoài, nội thất mọc da. Rồi đồ chơi thì đơn giản chỉ có màn hình và cam lùi thôi. 5 vỏ riêng theo xe, bánh xe cua thì chưa có hạ xuống. 4 cái vỏ còn dày cui, đúng ở đô chuẩn. Bao chép cho cô chú anh chị mình, mọi nơi mọi lúc. Thì bên Tâm sẽ bán và cam kết bằng văn bản là xe không đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Và máy móc nguyên riêng 100% là không một lỗi nhỏ. Và nước sơn riêng còn rất là nhiều. Thì cô chú anh chị hãy đến đây sở hữu ngay em này. Sẽ làm cho cô chú anh chị cảm thấy yên tâm và thoải mái. Không bao giờ cảm thấy bực tức hay là chán nản vì một con xe mình mua nhầm. Đây là một con xe rất là chuẩn cho cô chú anh chị nhà mình. Để phục vụ bà con tốt nhất thì bên Tâm lúc nào cũng cẩn thận về cái khâu lựa chọn đầu vào. Và cô chú anh chị biết không, mua một con xe ở ngoài dân á, có thể mình mua được cái giá nó sẽ hời hơn, nó sẽ tốt hơn. Nhưng một trong những cái yếu tố và trường hợp này thì Tâm giải thích luôn để cô chú anh chị thấy nên đặt niềm tin và mua ở đâu nha. Không phải là Tâm nói là cô chú anh chị nên đến ô tô Di Tâm hay là những salon khác để mua.
hay là mua xe của dân hay là như thế nào đó thì cô chú anh chị là người quyết định hết. Nhưng mà Tâm phân tích giữa cái bất lợi và cái có lợi. Ví dụ như mua một cái cơ sở nào đó có uy tín thì người ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về mặt chất lượng sản phẩm nè, về mặt giấy tờ pháp lý nè. Nếu như mua của dân hoặc mua ở ngoài gặp ngay cái xe tai nạn mà nhìn không ra, hoặc là cái giấy tờ giả, hoặc là cái xe còn thế chấp ngân hàng, thì ai là người chịu trách nhiệm để giải quyết những cái vấn đề đó? Thì cô chú anh chị cũng hiểu được cái ý của Tâm nói ra như thế nào rồi. Thì bên Tâm kinh doanh là phải có lời, mua xe từ ông A bán qua cho ông B là lời được 10-15 triệu, hoặc là mua được hôm thì lời 20 triệu. Nhưng mà Tâm là người đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu như một cái chất lượng của cái sản phẩm này xảy ra sự cố về mặt pháp lý, giấy tờ thế chấp ngân hàng, giấy tờ giả, giấy tờ thiệt, sang tên không được, hay là xe này bảo hành không đúng, vô hãng kiểm tra là sai, thì cô chú anh chị có quyền gửi lại cái nơi mà bán cho mình. Thì đó là một cái niềm tin và cái điểm tựa để cho cô chú anh chị tự tin khi mà mua một cái sản phẩm ô tô cũ. Còn nếu mua xe mới thì khỏi phải lo rồi, tại vì những cái thương hiệu, những cái công ty, những cái salon lớn thì người ta phải có trách nhiệm đó. Và Tâm nói tới đây là cô chú anh chị mình cũng hiểu rồi ha. Rồi Tâm giải thích như vậy thôi. Nên đặt niềm tin ở những cái chỗ quy mô và uy tín thì mình sẽ đỡ lo ngại về vấn đề mất tiền, tiền mất tật mang. Thì con xe này rất là tốt. Cô chú anh chị hãy liên hệ bên Tâm là theo số điện thoại 0917215512 nha. Innova 2017 số sàn 2.0e màu trắng, sơn rin còn 9 mấy%. Xe chạy đúng 4 vạn 5 vỏ rin theo xe dày cui, 100% là nguyên rin. Xe thì lên nhìn cái xe là chạy thử là khoái liền. Đố cô chú anh chị tìm ở điểm khuyết không có luôn nha. Rồi, Tâm xin chốt đơn và xin chào tạm biệt cô chú anh chị ạ.